tập tiếp theo của Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ chào đón MC Huỳnh Lập cùng với hai người chơi. Em xin giới thiệu, em tên là Hồ Quang Tùng. Em hiện tại đang là sinh viên chuyên ngành thanh nhạc. Mình là Kim Đào, nghề nghiệp hiện tại của mình là diễn viên. Cùng bổ sung kiến thức về ca dao tục ngữ. Chủ đề mang tên là lòng hiếu khách. Ăn thì nhiều chứ ở bao nhiêu. Dập dìu thấy khách đường xa, vịt thêm dầu đượm ngỗng pha rượu nồng. Tới đây chiếu trải trầu mời, càng chi mà đứng giữa trời sương xa. Càng chi mà xá chi đâu mà đứng giữa trời giữa đồng giữa ruộng vậy, vô nhà tôi chơi ha. Hấp dẫn. Nếu như có đáp án hãy bấm chuông. Xin mời Kim Đào. Đáp án của em là lời chào cao hơn mâm cỗ. Em chốt chưa? Em chốt đáp án. Chốt đáp án. Đó là một đáp án. Đón xem chương trình Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ phát sóng vào lúc 19:15 thứ ba ngày 23 tháng 4 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.